Hello, Mỹ Mô Tô, em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em tiếp tục có mặt tại cửa hàng mô tô của anh Phong nha chị các bạn. Cũng là vừa về lô xe nè. Thì em cập nhật cho anh chị các bạn mình luôn nha. Và khi anh chị các bạn mình xem á, nếu mà cần mua dòng xe nào có thể trực tiếp liên hệ qua Zalo, em có để góc trái màn hình luôn anh chị. Hôm nay cùng với anh chủ cửa hàng Phong nè. Chào anh. Xin chào tất cả anh em nhé. Đầu tiên thì mình xin nói sơ qua về vấn đề giấy tờ trước đi. Giấy tờ rồi hình thức mua bán xe đi. Nhiều khi lâu nhắc lại cái cho anh em nhớ. Hiện tại thì tất cả những cái xe chính hãng bên mình và những cái dòng mô tô như này đều bao rút hồ sơ cho anh em hết. Nhưng có một cái vấn đề về thời gian rút hồ sơ, anh em lưu ý giúp mình. Tại vì bây giờ cái phần thủ tục là ở cấp phường xã, cấp hồ sơ nên thủ tục hơi lâu hơn bình thường một tí. Thông thường một chiếc xe như này ở đây bán cho anh em vẫn hẹn anh em trên dưới một tháng sẽ có hồ sơ. Có những vùng người ta giải quyết hồ sơ nhanh thì nó sẽ rơi vào dưới một tháng. Có những vùng lâu thì nó trên một tháng. Đấy, mình cứ áng chừng nó nằm trên dưới một tháng. Nên là vấn đề rút hồ sơ nha. Giá thì đã bao rút hồ sơ rồi. Còn vấn đề mà ra biển số và cà vẹt ấy, thì cái này anh em một là tự làm, hai là bên cửa hàng hỗ trợ và tính thêm phí. Mỗi một chiếc xe giá trị khác nhau và anh em ở mỗi một người ở một vùng khác nhau nên là cái giá sang tên nó sẽ khác nhau. Cái đấy thì anh em alo trực tiếp mình sẽ tư vấn thêm. Về cái phần nữa là cái phần trả góp thì tất cả những cái xe ở đây bên ngân hàng người ta đều hỗ trợ cho anh em vay đến mức tối đa là được 50 triệu, đây là mức tối đa đấy. Còn những cái dòng xe nhỏ hơn mình sẽ lấy một vài ví dụ ha. Ví dụ như thế này, một chiếc R15 V3 như này bây giờ nó đang có giá là 40 đi, thì anh em mua trả góp một chiếc xe như vậy thì cần trả trước ít nhất là 30%. Nó rơi vào khoảng 12 triệu là anh em góp ok. Còn cái mức mà cho vay cao nhất thì chỉ đến 50 triệu thôi. Mình lấy ví dụ như một chiếc như này để cho anh em dễ hình dung nha. Con này nó là 88 triệu đi thì ngân hàng cho vay 50, anh em phải trả trước tối thiểu là 38 triệu mới góp được một chiếc xe như vậy. Tất cả những xe mình bán đều bảo hành máy cho anh em 6 tháng và bao máy zin. Có một vài trường hợp ví dụ như một con vài xe ấy, nó không thuộc dạng là máy zin chẳng hạn thì khi quay video sẽ báo rõ tình trạng cho anh em. Và cái thứ hai nữa, vấn đề ô đô tất cả đều bao chuẩn, nhưng cũng có một vài chiếc xe sẽ không chuẩn ô đô. Ví dụ như một chiếc như thế này, tất cả mọi chiếc khác nó đều ô đô chuẩn, nhưng một chiếc xe như thế này thì bên cửa hàng lúc nào cũng báo rõ con này đã tua đồng hồ đấy, để anh em là tránh về những cái vấn đề hiểu lầm về sau, đúng không? Anh em lưu ý dùm về cái vấn đề đấy. Còn bây giờ mình với Mỹ sẽ đi báo cái xe mới về. Xe mới về ngày hôm nay thì nó không có nhiều đâu, nó chỉ có hai con này, một con FZ25 với lại một con R15 V2 thôi. FZ25, con này thì nó là biển số 62 của Long An, nó là xe 2017, xe thì sạch sẽ và mình sẽ để cho anh em ở cái mức giá nó là xe nào? Để cho anh em 41 triệu đi. Đó, 41 triệu, đi 20.000 cây. FZ250 ha. FZ25. Dòng xe này thì nó sản xuất ở Ấn Độ nhé. Sản xuất Ấn Độ 250 nhưng nó một máy là mát bằng không khí. Nên là vì sao mà nó 250 mà giá nó rẻ. Đấy. Còn cũng là 250 nhưng mà những cái dòng khác hai máy chẳng hạn hay là làm mát bằng két nước hạn thì giá trị nó sẽ cao hơn. Mình sẽ đi báo tất cả những cái dòng xe phân khối lớn để anh em tham khảo ha. Này, con đầu tiên này đi. Con này nó là Honda CBR 250. Biển số 94 của Bạc Liêu, đi 16.000 cây. Con này thì nó cũng có vài cái chi tiết là anh em đã sơn dặm lại. Đây, nhìn thấy rõ luôn. Đó. Nếu bỏ hồ sơ, đây mấy không? Ok.
lấy hồ sơ cho khách thì em một vài phần như này, nó có sơn dặm sơ lại. Con này thì mình đang bán ở mức giá nó là 89 triệu, 89 triệu. Còn bên đây thì nó là biển số 92 của Quảng Nam, thì chiếc này nó đã chạy nhiều rồi, chạy khoảng 30.000 cây. CBR 250 cc nha anh em, Honda CBR 250 nha. Tem cám mập chạy hơn 2.000 cây hả? 20.000 tem cám mập à? Chờ mình 15 phút mình lên mình kiểm tra lại xong báo lại cho anh em nhé. Rồi ok. Đấy, như con này thì biển 92 Quảng Nam, nó vừa sơn lại dàn áo này, nó vừa tua lại đồng hồ này, nên giá nó chỉ có 82 triệu thôi. Đây. Rồi còn chiếc tiếp theo. Con này thì đi 9.000 cây biển Gia Lai, và chiếc này thì sẽ để cho anh em ở cái mức giá nó là 96 triệu. Còn tiếp theo nữa là R3 2021 đi 3.000 cây biển số 62 của Long An. Với con xe này thì sẽ để cho anh em một cái mức giá nó là 88 triệu. Đến cái R3 mà cái mẫu cũ. Mẫu cũ là mấy con này nó đều là xe 2017. Con đầu tiên thì nó là biển 61 Bình Dương, con này đi có 5.000 cây thôi, lốp theo xe. Dàn ngoài thì đang bọc keo, có một cái vấn đề đó là đi bộ độ. Thì vấn đề này anh em mà không thích cái âm thanh vang dội á, thì mình có thể là chuyển đổi sang Bogi mình hỗ trợ nhé. Thế nhưng mà cái hỗ trợ cũng nói luôn là mình hỗ trợ một lần duy nhất khi anh em mua xe, chứ không thể nào mà anh em chạy một thời gian chán rồi xong quay lại đổi sang mua khác thì bên mình sẽ không có hỗ trợ nhé. Rồi ok nha các bạn, đây mẫu cũ tiếp tục nè, G3. Con xe này thì nó là biển số Gia Lai, đi được 36.000 cây và con này thì mình đang bán là 65 triệu. Còn tiếp theo nữa thì đã rút sẵn hồ sơ. Đấy. Cái trường hợp như những cái xe mà có sẵn hồ sơ này này thì nếu mà anh em mua làm giấy tờ chuyển nhượng nhanh nhanh cũng phải hết tuần 10 ngày nó mới xong. Chứ cũng không có cái nào mà mua phát bộ về cái là bấm biển số được luôn nha. Nên anh em lưu ý giúp, không nhiều anh em là không hiểu, nhiều khi cứ quay ra trách cửa hàng làm trễ nọ kia. Mình thì mua bán rất sòng phẳng, thời gian mà trễ hẹn như nào thì nói rõ ràng. Ví dụ mà nó quá lâu anh em không thông cảm được thì có thể đổi sang xe khác hoặc trả lại xe cửa hàng hoàn tiền. Chiếc này thì nó là biển 43 của Đà Nẵng, xe đi được 25.000 cây, có độ bô, và chiếc này sẽ để cho anh em một cái giá nó là 65. Chiếc tiếp theo nó là biển số 63 của Tiền Giang, thì con này nó là đời 2017, nhưng mà nó mất cái tem bên bực. Tất cả đều ok đẹp nhưng mà mất cái tem bực. Anh em chịu khó mua về làm thêm cái tem mà. Đi 14.000 cây và sẽ để cho anh em là 68 triệu. Đấy, thật sự hấp dẫn nha các bạn. Rồi, rất là nhiều mẫu xe khác nữa nè. Bên này nó là Suzuki F250. Con này thì nó quá mới rồi, nó đi có 1.300 cây, nó là biển số Cần Thơ. Và chiếc này sẽ để cho anh em một cái mức giá nó là 75 triệu. Rồi. Con này có hãng Suzuki nha các bạn. Cũng nói thêm về con này, nó là 250 nhưng nó có một máy thôi. Một máy 250. Có bồ nằm phía trong đó các bạn. Rồi tiếp đến là Ninja 300. Ninja 300 thì hiện tại mình đang có là 7 cái.
Con đầu tiên nó là biển số 70 Tây Ninh. Con này thì nó đi có hơn chục ngàn cây thôi, dán tem chùm. Anh em nào không thích tem chùm, lột ra. Chiếc này thì sẽ để cho anh em ở mức giá là 70 triệu. Con bên đây thì nó chạy 13 ngàn 2017, biển số 66 Đồng Tháp. Con này thì sẽ để cho anh em ở mức giá là 69. Nhiều khi anh em hay so sánh này, con này đời 2016 đúng không, mà nó cao hơn cả 2017, mà số km con này rõ ràng ít hơn. Thì ở cái vấn đề về chất lượng xe, nhiều khi xe đi ít hơn một tí nhưng nó lại không đẹp bằng cái con đi nhiều hơn một chút. Nên nó còn đánh giá về tổng quan bên ngoài nữa, thì ốc tán rồi là vỏ lốp, dàn chân, tem bọng đó. Chú đi kỹ các bạn. Chiếc tiếp theo nữa thì nó là biển số 73 Quảng Bình. Con này thì bữa nay sẽ xả giúp cho anh em còn 60 triệu các bạn. Đi được 42.000 cây. Biển Quảng Bình. Rồi. Kawasaki nha các bạn, Kawasaki Ninja 300. Ninja 300 nó thì nó là hai máy. Chiếc tiếp nữa thì nó là biển số 93 Bình Phước. Con này thì nó chạy được 23.000 cây và mình đang bán ở cái mức giá là 68 triệu. Rồi. Chiếc tiếp đến nữa là biển số nhiêu đây? Biển số 61 Bình Dương. 61. Con này cũng sẽ giảm giống cho anh em còn 60. Đi hơn 40. Còn tiếp theo thì biển 68 Kiên Giang, nó là 2016 và nó đi được 36.000 cây, có ốp thêm cái mặt nạ này. Rồi, con này thì sẽ để cho anh em mức giá là 68. Con Ninja cuối cùng này thì nó là 2017, biển số Sài Gòn, và con này chạy 17.000 cây, giá 74 triệu. Nếu như nó là một con xe biển số tỉnh thì nó sẽ có giá rẻ hơn một chút. Dạ. Biển số Sài Gòn thì cao hơn một chút nha. 74 triệu. Rồi tới Ninja 400 nha các bạn. Ninja 400 thì mình còn 3 cái. Con đầu tiên thì nó là biển số 43 Đà Nẵng 2022. Với cái biển số Đà Nẵng thì anh em sang tên về đâu cũng chỉ đóng 1% thuế thôi. Và chiếc này mình đang bán ở cái mức giá là 120 triệu. Nó đi chỉ có 3.000 cây thôi, như mới rồi. Rồi. Còn anh em muốn rẻ thì chuyển sang chiếc kế bên. Nó là 2019, đi 15.000 cây, biển số 79 Nha Trang. Và chiếc này thì sẽ để cho anh em ở mức giá là 95. Rồi, Ninja 400 cuối cùng các bạn. Ninja 400 thì nó là biển số 61 Bình Dương, đi 20.000 cây. Con này sẽ để cho anh em một cái mức giá là như đây. Con này để cho anh em 95 triệu. Còn CBR 500, CBR 500 thì nó là 2020, đi 6.000 cây, biển Bình Phước, và chiếc này sẽ để cho anh em một cái mức giá nó là 115 triệu. Hồ sơ là Tiến Honda CBR 500 nha anh em. 500. ok cất đây. Rồi. Tiếp tục là mình sang khu vực bên đây nha các bạn. Ở phía dưới là còn rất là nhiều loại xe nha anh em. Hồ sơ Ninja FZ. Em ơi, cất hồ sơ đi uống nước này. Ở đây thì có Z1000, thì hiện tại mình đang có 4 chiếc. Z1000 bản R, xe 2018, biển số 69 của Cà Mau. Con này thì nó chạy mới có 12.000 cây thôi, và sẽ để cho anh em một cái mức giá nó là 310 triệu. Xe còn rất là mới luôn nha anh em. Con tiếp theo thì nó là 2016. Ở đâu? Con bên này mình đang giảm nhưng còn 300 tròn. Con này 300 anh. Đúng rồi.
Rồi. Còn okay. con xanh này thì đang giảm xuống còn 240. Em gọi điện cho anh Hà Sĩ Tuyên nhé. Đấy, ok. Con này thì nó là 26 đi 12.000 cây biển Gia Lai. Đang giảm xuống còn 240. Rồi, còn biển số Sài Gòn này thì nó là xe 2016 đi được 28.000 cây và giá của nó cũng là 240 luôn. Đấy, anh em cứ lựa chọn nha. 2012 biển số Sài Gòn thì đang giảm xuống cho anh em còn 130 triệu. Đấy, wow. 2012. Đó. Để thấp nha các bạn, có 130 thôi. Anh em nào mà có đam mê á mình rước em nó về mình đi nha. Rồi tiếp tục khu vực phía dưới là mình còn dắt 9 với là dắt 8 nha anh em, dắt 300 cũng còn luôn. Dắt 900 cái con này thì nó quá đặc biệt rồi, nó chỉ đi có 600 cây này, xe 2018. Đó, thì anh em nào mà nghi ngờ về vấn đề đồng hồ thì ở đây bao anh em check thoải mái. Yeah. Máy móc rồi mọi cái, ví dụ như anh em mua thì có thể dẫn thợ đến coi trực tiếp, ở đây vẫn sẵn lòng. Ở bên thứ ba kiểm tra. Con này thì nó đi 600 cây nên mấy mức giá thì nó cũng cao đột biến so với giá thị trường, không hề rẻ. Hiện tại đang giảm xuống còn 220 triệu. Còn nếu anh em cần thấp hơn thì có thể lựa chọn con bên. Nó là biển số thành phố Đồng Xoài thì con này nó mới chạy được. Con này cũng là bị tua đồng hồ này. Con này nó chạy khoảng 20.000 cây. Có bộ titan rất là đẹp, nhưng mà cái đồng hồ nó chạy nó chỉ còn lại là có 11.000 thôi. Vỏ zin nhưng mà nó mỏi. Đó, anh em nhìn nhá. Hai con vỏ zin. Đúng không? Đây vỏ zin theo xe, đáp theo xe, nó mỏi. Nó khác với cái anh này. Đây. Anh này vỏ mà cái đường gân ở giữa này nó chưa bị mờ đi luôn. Đấy. Đấy các bạn, giờ mà ốc tán nè. Đấy. Nhiều khi con này nó chạy, chạy cũng chả đến 20.000 đâu. Đó. Nhưng mà mình cũng áng chừng nó là như thế, tại vì biết chắc chắn là con này đã bị tua đồng hồ rồi. Rồi con này thì okay. Có giá có 180 thôi. Z 900 nha anh em. Tiếp theo nữa là Z 800, biển số 77 Bình Định. Con này nó cư duyên với mình khá là nhiều lần, bán đi vòng lại, bán đi vòng lại. Thì cái câu chuyện mà anh em thì có anh em thì cảm thấy nặng đổi xe khác, có anh em thì về vợ không đồng ý cũng đem bán lại. Đấy, hoặc là có những anh em là nâng cc. Yeah. Con này thì mình đang bán có 130 triệu thôi. 130 thôi các bạn ơi. Con này bán ABS luôn anh. Em nghe này anh ơi. Thắng ABS nhé. Z8 ABS nha anh em, có 130. Xe được kiểm hàng bao rút hồ sơ, rút hoàn thành cho anh rồi đến lấy hồ sơ về. Máy móc là ok hết nha anh chị các bạn. Anh em nào mà có quan tâm thì trực tiếp đến địa chỉ cửa hàng để mình xem xe nha. Hoặc mình liên hệ qua Zalo em để anh phải ra cà vẹt để giấy anh xong anh mới bán được. Chi Phương, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị. Vâng. Dạ. Ducati 795 nè. Hồ sơ rút về tên anh vậy mà. Cái ở Sài Gòn thì đi đăng ký tốt nhất anh tự đi đăng ký cho nó rẻ, chứ để bên cửa hàng đi đăng ký mà không xe không chủ nó rất là cao. Ở gần thì anh chạy về anh đăng ký nhẹ cái cho nó đỡ, có mấy trăm ngàn thôi. Đóng có 1%, xe FZ thì đóng 200-300 ngàn chứ mấy. Tí nữa em gọi lại như đang quay video. Con này biển 71 nha anh em, 2013. Biển 71 nha anh chị. Con này hiện tại là còn 90 triệu anh em. Rồi còn đằng Z650 này thì nó là biển số 67 An Giang, đi có 9.000 cây thôi. Con này thì mình đang giảm xuống là còn 120 triệu. Con này nước sơn rất là đẹp nha anh em. Xe zin.
À, có móc cây bô nhiêu đấy để nổ phát. Con này có móc bô. Cái bô tắt nhẹ nghe cũng ấm. Đó, anh em mình đi xuống dưới này. Đó các bạn anh chị mình nếu mà ở xa đi đến cửa hàng không được có thể trực tiếp liên hệ qua Zalo nha anh em để mình xem xe ha. Rồi. Sidon 660. Con này vắng bóng mất tuần. Khách đổi xe anh. Anh em mua về Đắk Đông nhưng mà lại không dùng nữa. Ba máy anh em ơi. Sidon. Con này thì giới thiệu mấy lần rồi. Nó có cả rồi. Có cái gì nhỉ? Quick ship. Đây, ship còn giống chống đổ, bảo vệ lốc máy. Cái đấy là chủ người ta lên thêm nha nè. Cái riêng nó không có nha. Đi có hơn 600 cây thôi. Còn cái này nó bấm đồng hồ đâu ra. Mai rồi nó đâu mất rồi. Rồi, cái nút chỉnh ở trên đây nè các bạn. Rồi, còn mấy nút chỉnh mình chưa mò ra. Con này thì xe bữa nay sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 205 triệu. 205. Xe rin nó không có cái tay dắt nào đâu nha anh em. Bữa trước thì nó là 217, giảm còn 210. Thì bữa nay nó chỉ còn lại là 205. Nó đi một vòng tua nhẹ rồi thì giá nó sẽ thấp hơn một tí. Rồi. CB300R thì nó là biển số 68 của Kiên Giang, à quên, 86 của Bình Thuận. Đi 8.000 cây. Con này thì sẽ để cho anh em một cái giá nó là 88 củ, 88 triệu. 88. Rồi. CB300cc nha anh em ha. CB500, con này 500F thì hiện tại mình có hai con. Một con biển 59A3. Con này thì đi được hơn 9.000 cây, có chống đổ, có đèn trợ sáng, biển Sài Gòn zin tất. Và mình đang bán ở cái mức giá là 115. Còn anh em muốn rẻ hơn thì có thể lựa chọn biển 43 Đà Nẵng. Đi 10.000. Đi bô độ. Và con này thì đang giảm xuống còn có 105 thôi. Đấy anh chị các bạn nghe. Hai máy. Rồi, tiếp tục là tới KTM Dub 390 anh em. Xe này còn đẹp lắm nha. KTM Dub 390 thì chiếc này nó là biển số Hà Nội. Con này đi 34.000 cây và sẽ để cho anh em một cái mức giá là 90 triệu. Trọng ơi. Kính đó là còn đầy đủ luôn nha anh em. Trọng ơi. Em lên chụp tê bích cho khách. Mới có mấy cái tin nhắn, check tin nhắn cho khách. Rồi, tiếp tục tới Z300. Z300 thì đang có là 5 con và bữa nay rẻ nhất nó là 65 triệu. Đây, con này là 65. 2017. 2017 biển số 84 của Trà Vinh dán tem chùm, anh em nào không thích thì có thể lột ra. Đi được hai mấy ngàn. Ở đâu? 33.000. 33.000. Chiếc này thì sẽ để cho anh em ở cái mức giá là 65. Còn bên trong đây thì có 3 chiếc là đồng giá là 68. Con này đi 8.000, đã rút sẵn hồ sơ. Mấy con này đều 2017 hết. Rồi. Chiếc tiếp đến nữa là có sẵn hồ sơ đi 17.000. Đấy cũng là 68. Rồi. Chiếc tiếp đến nữa là biển Sài Gòn đi 21.000. Cũng 68 triệu. Và con cuối cùng của Z3 thì nó là 2018. Đi 23.000, con này 74 triệu. Về vấn đề bô thì anh em có thể là đổi từ bô độ sang bô zin được nhé. Rồi, rồi tiếp tục xuống bên dưới nha anh em. Revel.
Ở đây thì mình có VTX 1300cc, xe 2003, xe thanh lý hải quan và bao rút hồ sơ cho anh em đầy đủ. Con này thì hôm bữa báo anh em là 229, bữa nay xe giảm xuống cho anh em chỉ còn 220. Đấy, rẻ hơn tiệm cũ bán ra đến 70 triệu. Xe này còn mới đẹp nha anh em. Máy móc là nguyên zin hết nha các bạn ơi. Con này là chạy bằng lắp. Rồi. Beo 300 thì có hai con. Con này là 219, đồ chơi rất nhiều. Đi 6.000 cây biển 95 của Hậu Giang. Thì chiếc này sẽ để cho anh em ở mức giá là 95 triệu. Bên trong này có con nữa đi 1.000 cây à. Biển 78 Phú Yên thì con này cũng là 95 luôn, nhưng con này nó là xe zin, không có đồ. Ở đây thì có Beo 500. Beo 500 thì nó là xe 2019, biển thành phố Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Thì anh em sang tên thì đâu cũng chỉ đóng 1% thuế thôi. Đi 18.000 cây. Và chiếc này sẽ để cho anh em ở cái mức giá là 130 triệu 130. Còn bên này thì có Vulcan 650S, xe 2016 biển Sài Gòn. Con này cũng là một cái con mà nó gặp trường hợp là bị tua đồng hồ. Vỏ zin trước sau thì còn khá là dày nên chất lượng xe sẽ chạy không quá được 20.000 cây đâu. Đấy, và chiếc này hiện tại đồng hồ tua xuống còn 8.500 cây thôi. Con này thì đang bán ở cái giá là 150 triệu. Rồi tiếp tục tới phía dưới này là mình còn MT03 này. MT03 này thì nó là biển số 71 của Bến Tre, sơn lại màu xanh lá, có chống độ, có đèn trợ sáng, độ bô. Xe này đi được 26.000 cây và sẽ để cho anh em một cái mức giá nó là 68 triệu. Trong này còn con phân khối lớn cuối cùng. Ở trên còn KTM RC200 với KTM RC390 nữa. Nói chung là đủ các mẫu nha anh chị các bạn, có quan tâm dòng xe nào trong clip này không có, có thể trực tiếp liên hệ qua Zalo luôn nha anh chị các bạn. Ở đây thì con này mới về ngày hôm qua thì nó là Harley Davidson, xe 2020 nhưng đi có 400 cây thôi. Con này thì không cần phải suy nghĩ về đến cái chất lượng của nó. Quá đẹp luôn em. Nó là bản HD48. Con này mình mới bán con Harley thứ hai thôi nên nhiều khi cái gì anh em mà cảm thấy không dành, mình không dành thì đừng có cười ha. Mới bán chiếc thứ hai à. Có 400 cây như mới. Đẹp biển số thành phố Vinh đang rút hồ sơ. Thì con này anh em có sang tên vì đâu cũng chỉ đóng 1% thuế trước bạ thôi. Về vấn đề sang tên đổi biển nó khá là hết ít, nên có 1%. Này anh chị mình mua về á, nếu mà mình lắp cái yên sao rồi mình chở vợ cho con là được nữa nha. Yên sao có yên độ gắn mà. Chứ còn nguyên bản nó không có, nó có nhiều đó. Chiếc này thì sẽ để cho anh em một cái mức giá là 405 triệu. Đi, anh em mình chịu khó lên quay con RC 200 với con RC 390. Rồi anh em mình, các bạn mình nếu mà có quan tâm dòng xe mô tô nào á thì mình có thể trực tiếp liên hệ qua số với Zalo góc trái màn hình nha các bạn. Cửa hàng rất là nhiều xe nha các bạn. Khu vực phía dưới này là một số, còn ở trên lầu với lại là phía trên đó nha anh em, hai tầng đó, nhiều xe lắm nha anh chị các bạn ơi. Rồi đa số là trên này là phân khúc 150 thì nhiều nha anh em. Suzuki X với lại CBR bản mới nè. KTM RC 390 biển số Sài Gòn, xe 2015-2016. Và chiếc này thì mình đang bán ở cái mức giá nó là 59 triệu. Con này thì nó có cái bị cái nồi ấy, nó nghe hơi rộng.
mà mình chưa đi làm được, chắc mai cho đem đi căn chỉnh cái nồi. Cái nồi thì nó hơi gõ, 59 triệu nhưng cái thằng nồi 200 này thì thấy nó êm rồi. Mái nhẹ nhàng. Đó. Con 200 này giá 43 triệu. Đấy các bạn. Okay. Màu rất là đẹp nha các bạn ơi. Anh em nào cần chi tiết hơn về chiếc nào thì có thể là alo hoặc là nhắn tin qua Zalo cho mình. Có khách nào nãy hỏi cái con GX cá mập ấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào video sau ha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, đó thì chắc lẽ là em cũng tạm dừng video tại đây nha anh chị các bạn. Anh chị các bạn mình nếu có quan tâm dòng xe nào cứ để lại bình luận bên dưới nha. Clip sau mình sẽ quay cập nhật cho anh chị các bạn mình. Đó. Thì anh chị các bạn có quan tâm thì có thể trực tiếp liên hệ qua Zalo luôn cũng được để mình xem xe chi tiết ha. Đó thì em xin nhắc lại cái địa chỉ cửa hàng là 64 Nguyễn Chi Phương, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị các bạn. Mình có quan tâm dòng xe nào cứ đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng cũng như là mình được lựa chọn tận mắt mình nhìn nó cho nó kỹ nha anh chị các bạn để mình kiếm được một con xe mô tô ưng ý nha, mình đi. Đó, và chắc có lẽ là mình tạm dừng video tại đây nha anh chị các bạn. Cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi video nha. Hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.